Hello các bạn. Bây giờ là 8:59, 56 phút tối. Đó, tức là coi là 9 giờ tối rồi các bạn. Mình đang ở cái khúc này. Mình ở đây là trong quán cà phê. Tại sao mình đang trong quán cà phê này các bạn biết không? Tại bên kia là cái khu chung cư mà con gái với con trai mình đang học với anh bên đó. Nên mình đi đón em bé, thì trong lúc đang đợi đón bé nên mình ngồi vào cái quán cà phê rồi uống cà phê. Uống cà phê thì mình, các bạn biết rồi, mình làm lĩnh vực mật ong mà, nên cái gì mà có thức uống mật ong mình thích lắm các bạn. Thì mình thấy trong cái menu của họ là có cái món trà gừng mật ong, mà gặp thực sự là bụng mình đang rất là no, tại mới ăn cơm xong nữa, ở nhà mới ăn cơm quá trời luôn, vợ nấu cơm ngon quá, ăn quá trời kỹ năng no bụng luôn. Thì mình muốn uống cái trà gừng mật ong này để cho nó kích thích tiêu hóa các bạn, nó đỡ chứa đầy cái bụng. Còn mấy uống thức khác như cà phê thì mình thấy nó sẽ làm cho bụng mình nó đầy hơn, ngang bị đầy bụng, khó tiêu hơn. Mình uống trà gừng mật ong. Thì trà gừng mật ong cách pha thì cũng đơn giản thôi các bạn. Mình thấy là trong này là cái túi trà bột lọc nè các bạn. Trà bột lọc ha. Đó, giống như trà túi lọc nè. Người ta bỏ trong cái ly này. Rồi sau đó, đây là bạn thấy trà túi lọc ở đó gì. Đó, người ta bỏ trong cái ly này. Có gừng tươi các bạn. Gừng tươi bắt đầu người ta mới sắc lát ra từng cọng cọng nhỏ này, ta bỏ đây. Sau đó người ta chế nước sôi vô trong này. Chế nước sôi vào trong đây. Đấy. Xong cái phần trà gừng rồi. Mình nếm thử cái nước trà gừng coi sao có vị gì ha. Thì có cái vị gừng các bạn. Với cái vị trà. Mình không biết trà này từ trà gì nhưng mà mình thấy cái màu của nó khá là đỏ các bạn. Khá là đỏ nha, cái trà này vị ra vị khá là đỏ, mình không biết là trà gì. Tại vì nó chỉ ra cái túi này thôi nên mình không biết cái hiệu nó là hiệu gì. Sau đó họ sẽ mang cho mình thêm một cái ly mật ong nữa các bạn. Đó, cái ly mật ong nè, ví dụ như mình uống ngọt hay lạt thì mình tùy mình cho. Thì thực sự cái ly này á, mật ong là nó tới khúc này nè. Mật ong là tới khúc này. Còn cái khúc này cái đi cái ly thủy tinh không à. Đó. Mình nếm thử trước cho bạn xem cái này trước đã. Cái phần trà này để mình nếm thử. Cũng ngon ngon các bạn. Rồi cái bột trà này chắc mình lấy ra đi. Mình lấy ra ngoài. Rồi. Giờ mình sẽ đổ mật ong vào. Mà để mình sẽ quan sát cái vị của mật ong, nó là cái vị này hoa gì đó. Mình sẽ nếm trực tiếp cái vị mật ong trước ha các bạn. Ha, mật ong này. Mật ong mình thấy ok đấy, mình thấy nó sánh đặc lắm các bạn. Nếm thử. Mật ong này thì mình nếm là mình biết được là họ đã qua công đoạn tách nước, nhưng mà cái phương pháp hạ thủy phần của họ đi quá mức cho phép. Mình nếm là mình biết là nó đã đi quá mức cho phép, có nghĩa là họ đã nâng cái nhiệt độ lên quá 60 độ C luôn các bạn. Nên quả ong này cái thành phần vitamin nó cũng không còn nữa các bạn. Nó chỉ là vị ngọt đơn thuần thôi chứ nó còn không còn vitamin nhiều nữa. Vậy thông thường nếu mà bằng công nghệ mới chân không như bên mình thì cái mật ong này bên mình nó sẽ chỉ đưa tối đa là 50 độ C thôi. Nhưng ở đây họ đã đưa lên tới 60 độ C này các bạn. Mình nếm là mình biết lên nào các bạn. Đó, nhưng mà thôi không sao. Đối với góc độ không cần chuyên môn quá thì mình thấy là cũng tạm ổn các bạn. Rồi bắt đầu mình đổ mật ong vô. Một cái ly trà là từng mật ong này thì người ta bán là 25.000 đồng. Ở đây 25.000 đồng không các bạn. Quay đây. Ở trong đây vẫn còn mật này, mình mã bóng ra một quay tiếp.
Mua bánh hả con? Ơi. Con mua gì đã? Ờ. Đây cho mặt. Cái gương mặt ong. Đây đừng lỗ con để ba mặt ong. Để ba ra làm thử ba uống thử coi cái vị nó làm sao. Vậy là giờ mình quý mình đã cho mặt ong vô rồi ơi. Nói mẹ nó mẹ mở để bố đơn nó quay clip ra. À, bây giờ mình đã có xong một cái thức uống có trà gừng mật ong, thì có gừng tươi rồi có trà và có mật ong, rồi mình nếm thử các bạn. Quấy đều rồi mình nếm thử coi. Ok các bạn. Đó vị nó cũng rất là ngon các bạn. Các bạn cũng có thể tự làm thử nha các bạn. Tại vì những ai đang đầy bụng các bạn, đang chứa bụng thì mình nên uống cái này. Các bạn để thử thử một thôi. Cái vị thơm lắm các bạn. Thơm của vị gừng, vị trà, vị mật ong nó thơm. Trời mà mưa mưa là uống này là ấm lắm.